Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh Bình Vlog. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hướng dẫn tải game trả phí. Mà mình sẽ tải là free hoàn toàn nha. Đầu tiên các bạn vào Google, gọi cho mình theo cái đường link ở trên này. Đây, theo cái này nha các bạn, 4399.kn. Đó, sau đó các bạn tải ứng dụng này về, tải app này. Cái này là giống như sạc Play đều của Trung Quốc hơn nha các bạn. Đó, tải về nhấn qua đây. Đó, bạn chỉ cần nhấn tải xuống là xong. Mình đã tải đâu nên mình không tải nữa. Mình đã có app này rồi. Giờ mình sẽ vào sạc Play để tìm những cái game mình muốn tải. Mình sẽ tìm một game nào đó nhẹ nhàng để mình tải cho nhanh. Các bạn chờ mình tìm xỉ nha. Thành toàn game không hề. Đây là video game này. Đây game này mình sẽ thử tải. Polyberry. Đây vào app mình mới tải xong á. Tải app xe Play của Trung Quốc này về. Rồi các bạn chưa gõ có cái tên mới này, to li như mình ghi bị lộn rồi, đúng rồi, Beria Beria. Đây đã có rồi nè các bạn, mình sẽ nhấn tải xuống. Đây các bạn chỉ cần cho khi lấy tài tài xong là cài đặt thôi. Các bạn chờ một xí nhé, chắc phần này mình sẽ tua nhanh để cho các bạn không phải chờ. Đây là mình sẽ xem sơ qua một số hình ảnh về game. Game này là game xây cầu nha các bạn. Mình thấy cái game này là các streamer đã từng livestream cách chơi đâu. Đây đó, đang cài đặt. Khi nó tải xong lần từ vào cái phần cài đặt luôn nha các bạn. Chỉ cần bấm theo phần cài đặt thôi. Cái này có thể là có một số game mình tìm không ra. Mình chắc là do mình tìm tên không ra thôi chứ hẳn vẫn có. Các bạn nào chịu khó tìm là vẫn sẽ ra nha. Đây mình sẽ mở và tải thử cho các bạn luôn. Mình thấy cái này hay và bổ ích nên mình muốn chia sẻ cho các bạn. Các bạn nào thấy mình làm tốt thì cho mình một nút subscribe và like nha các bạn. Đây là đang vào. Vào game rồi. Chờ một xí nha các bạn. Đây là mình sẽ làm theo hướng dẫn. Cái gì vậy ta? Chắc là do màn lắm. Mình skip vào đây. Cài thử, ok được rồi. Rất là đơn giản. Tiếp theo, cái màn khác. Này gì hả? Wow, không được, mình chỉ cài lại. À, là chị phải bỏ thêm cái này nhỉ các bạn. Ok, mình khi chơi qua mạng là được cảnh đổi và sạc Play để lưu lại trò chơi cho các bạn.
Đây, để mình vào lại sạc Play có thử mình đã cài đặt đúng game chưa. Thì đó thôi, nằm bận hạ đâu này. Mình sẽ tìm lại. Ở đâu nhỉ? Không thể nào mình sẽ ghi được. Đây là mình đã cài đặt thành công nha các bạn. Đây, khạc 3 phổ biến nhất mình đã tải được. Đây mình sẽ tải thử cái game này. Đây bảng xếp hàng trả phí hàng đầu luôn. Đây là lộn. Mua nhiều nhất. Đây nha bạn, giá 166,699 đồng. Mình sẽ thử tải game này cho các bạn xem luôn. Vào app mình là tải. Rồi ghi tên cái máy này vào. Tại vì mình quay lại, mình coi lại rồi. Mua nhiều nhất đây, mình sẽ vào cái này. MINE MINE hay đào tạo luôn nha các bạn. Đây mình sẽ tải xuống. Ok, mình cũng đã tải được một game nhờ trước đó. Đây game này, game này các bạn, để mình sẽ cho các bạn xem luôn. Nó cũng là game mua, mình tải hoàn toàn free. Game lúc nãy tên gì mình quên đó. Getting, đây Getting Over It đã cài đặt nha các bạn. Này khác bài phụ trả phí phổ biến. Là ứng dụng này là toàn phải mua. Và mình tải ra free hết rồi nha các bạn. Để mình xem cái này đang cài đặt xong chưa. Gần xong rồi. Đây là một số hình ảnh về game. Mình thấy game này rất nhiều à, bàn chơi. Mình chắc cũng hay đây. Đã cài đặt xong rồi, chưa lên đến phần cài đặt của máy. Tiếp tục cài đặt. Cài đặt. Các bạn thấy hay nhớ cho mình một like và subscribe nha các bạn. Đang cài đặt hay là một xí. Ok xong rồi. Mình sẽ mở lên. Mình sẽ mở lên nha các bạn. Rồi đang vào game rồi. Hình như là game này cần màn các bạn. Loa gì, loa gì. Mình vào xem thì có chơi được không, thì không các bạn lại nói là mình tải xong rồi lại không chơi được nữa. Ok đang vào giờ game nào. Cái này tiếng Anh mình cũng không rõ lắm. Tắt tắt đi cho nó. Rồi đang vào game. Mình không biết đây là cái gì. Mình trở về đi. Đây.
và chơi thôi. Mình không hiểu đây là cái gì. À, mình phải nói là tên nào. À, khỏi cần tên luôn các bạn, khỏi cần ghi tên mình cũng được. Giờ đang vào game rồi. Các bạn nào đã mua rồi thì có thể comment cho mình có thử có giọng không nha các bạn. Và mình nghĩ là giọng 100% luôn vì mình qua bên sạc và lấy mình ghi lên đã cài đặt rồi. Ok, đã vào game. Rồi bấm xuống nước luôn. Bấm xuống nước xem có gì nữa. Còn gì nữa. Đấy, có thằng này đập trên. Là sao ta, đập lại ạ. Thôi mình chỉ phải xem có chơi được không thôi, mình sẽ ra đây để mình vào là xem và thử là đã cài đặt nhớ nha các bạn. Tại mình đang hơi yếu một xí nên hay chạy lại, các bạn thông cảm. Bạn xếp hàng mà khi là cái trò nữa là bạn xếp hàng là đứng đâu nha các bạn. Đây giờ mình đã tải đơn nên không có ở đây nữa, mình sẽ ghi lại game mới nãy là game gì để mình ra xem. MINE. Đây rồi, đặt cái đặt nè. Khác một trả phí phổ biến nhất là mình đặt cái đặt rồi. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách tải game trả phí mà mình hoàn toàn không cần trả phí một chút nào cả, hoàn toàn free nha các bạn. Và nhiều trò khác nữa các bạn chỉ cần gõ tên qua là tìm kiếm là sẽ có. Ok, mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Nhớ like và subscribe cho mình nha. Bye bye.